Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác cùng quay trở lại với kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Hôm nay em lại tiếp tục ra vườn quay và chia sẻ cho các bác cùng xem về những cái gốc đào, những cái tác phẩm chuẩn bị cho ra Tết 2025 đây các bác nhé. Rồi, giờ đi cho các bác ngắm nhé. À. Đây các bác ơi, những cái tác phẩm này xinh chưa này? Em quay như này nhìn cây đào nó lùn nhá. Em cũng lùn và cây đào cũng lùn luôn á. Này các bác ơi, các bác thấy tác phẩm này xinh không ạ? Cây thân liền nhá, đẹp lắm luôn. Những cái cây này phải nuôi nhiều năm lắm mới được như này đấy các bác ạ. Trời ơi, cái tay em cầm máy quay mà nó rung rinh quá trời cơ. Rồi. Cùng qua bên này các bạn ngắm. Em sẽ chịu khó quay chậm lại một xíu. Em sẽ chịu khó quay và chậm lại một xíu để các bác cùng xem nhé. Ôi, những cái thân như thế này thì phải nói là siêu xinh luôn các bác. Cái lô này á, năm nay bác nào nhanh tay thì hốt được nhé. Cái hàng này không có nhiều các bác ạ. Với kinh nghiệm làm đào nhiều năm thì em nói thật là cái hàng này nó không có nhiều đâu. Ôi đẹp lắm luôn. Hiện tại thì bên nhà vườn chúng em đang chốt dăm nhá. Trước khi hạ những cái chồi này xuống chốt dăm thì em sẽ quay cho các bác cùng xem. Hiện tại trên chúng em nó mưa ấy, đất nó đang ẩm. Cái thân cây nó cũng không được mốc trắng lắm bởi vì là nó đang ẩm. Mưa dòng rã cả tuần trời các bạn. Chuẩn bị chốt dăm loạt này nhé các bác ơi. Quay xíu cho các bác ngắm ạ. Nhiều khi mình ngắm những cái cây đào mà ở cái tầm mà đang tán lá dày và ở cái tầm mà đã chốt xăm hoặc là cái tầm mà nó đang rụng lá, nó cũng rất là hay vì nó có nhiều những cái mà để mà mình đúc kết đúng không các bác? Rất là nhiều tác phẩm xinh và đẹp nha các bác. Như cây này thì đã chốt dăm này các bác ơi. Quay xíu cho các bác một xem. Cây này thì mới cắt được mấy hôm nhưng mà chồi nó đã lên như thế này rồi. Tí nữa thì ngã các bác ạ. Đây các bác thấy là dăm mới nó lên chưa? Đó. Loạt dăm này lên sẽ là loạt cuối cùng nhá. Rồi video em kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Các bác đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của kênh Đào Cảnh Tây Bắc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.